Trong suốt 60 năm qua, cùng với sự trưởng thành và phát triển của lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường Thủy, Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường Thủy Công an thành phố Đà Nẵng đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo cho tuyến đường thủy nội địa được an toàn, thông suốt. Vượt qua mọi khó khăn, khắc nghiệt của thời tiết đặc trưng ở khu vực miền Trung, những chiến sĩ Cảnh sát Giao thông Đường Thủy Công an thành phố vẫn luôn có mặt kịp thời khi nhân dân cần đến. Đà Nẵng, mỗi khi có thông tin về mưa bão hay áp thấp nhiệt đới, lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường Thủy đã khẩn trương xuống tận các địa điểm là nơi tránh trú hút cho các tàu bè để hướng dẫn người dân các biện pháp neo đậu và bảo đảm an toàn. Ngoài những địa điểm được quy định như âu thuyền cảng cá Thọ Quang, sông Cổ Cò, sông Cẩm Lệ, đội Cảnh sát Giao thông Đường Thủy còn tăng cường tuần tra kiểm soát bằng cano dọc khắp các tuyến sông nhằm kịp thời hỗ trợ những trường hợp ngư dân khi cần thiết. Mấy ngày trước đảo bên kia là có anh giao thông có qua nhắc nhở bà con trồng trắng lồng bè cho kỹ rồi nhắc nhở giữ tài sản thôi. Mình cảm ơn anh giao thông. Không chỉ giúp đỡ hỗ trợ bà con ngư dân từ những điều nhỏ nhất, lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường Thủy mỗi năm đều lên kế hoạch tặng hàng trăm áo phao hay phao cứu hộ để đảm bảo an toàn cho bà con mỗi khi gặp tai nạn bất ngờ. Giờ đây trên hành trình sông nước của mình, mỗi ngư dân thành phố luôn mang bên mình những chiếc phao cứu sinh tiện lợi như nhắc nhở họ về sự cẩn trọng khi làm việc để góp phần bảo vệ tính mạng tài sản trong trường hợp khẩn cấp. Đi lội nghề trên sông nước cũng lo lắm, mà được sự động viên và sự nhắc nhở của đội Cảnh sát Đường Thủy Công an thành phố thì em thấy mỗi lần mưa bão thì có mấy anh lên tặng cho áo phao những đồ thì em thấy rất mừng. Với hình thái thời tiết ở miền Trung, mỗi năm đều diễn biến bất thường, đội Cảnh sát Giao thông Đường Thủy đã chủ động nhắc nhở tàu thuyền sớm về nơi tránh trú an toàn, thường xuyên phối hợp với Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông Đường Thủy, Bộ Công an, đóng quân trên địa bàn, tuần tra kiểm soát liên tục để kịp thời chấn chỉnh những vi phạm của người dân, nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Lực lượng Cảnh sát Đường Thủy luôn luôn hướng dẫn, nhắc nhở bà con chấp hành nghiêm chỉnh quy tắc giao thông đường thủy nội địa, đồng thời tuân thủ tuyệt đối các quy tắc 5K hướng dẫn của Bộ Y tế để vừa bảo đảm thứ nhất là về an toàn cho lao động, bảo đảm chấp hành tốt về an toàn trật tự trên tuyến đường thủy nội địa, đồng thời là phòng ngừa cho bản thân trước cái đại dịch. Càng khó khăn gian khổ, những chiến sĩ cảnh sát giao thông đường thủy càng tỏ rõ phẩm chất và bản lĩnh người chiến sĩ công an, luôn cống hiến hy sinh hết mình cho sự bình yên của người dân trên sông nước. Với họ, sự an toàn và phát triển của mỗi người dân trên tuyến đường thủy nội địa là món quà quý giá cho những nỗ lực không biết mệt mỏi.